thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai chờ... Vâng, thưa quý vị, chương trình I Love Bolsa mỗi sáng thứ bảy trên VNA TV đến với quý vị. Mong rằng là những ngày Tết vừa qua quý vị có một ngày Tết rất là vui. Và hello anh Dũng. Hello Thanh Hương và quý vị đài VNA. And buenos dias, Señor Ron Flores. Good morning. Vâng, thưa quý vị, một người khách chính giữa Tuấn Dũng và Thanh Hương đó là ông Ron Flores. Ông là người Mexico. Thì hôm nay chương trình I Love Bolsa mời ông tới với thứ nhất là để cảm ơn ông vừa rồi trong cái lễ hội đa văn hóa mà làm ở Westminster Mall rất là thành công. Và ông là cái người chính và đưa hết tất cả những cái nền văn hóa khác đến với chúng ta ngày hôm đó. I was just telling the audience we'll have you here as an honor. And thank you for bringing all the cultures together on the Westminster Mall that day. And that's the reason why you're here on I Love Bolsa. Yes, it was a great opportunity to exhibit diversity in the community. Everybody had a great time. Can you translate that? Ông nói là ông rất là vui đã thấy được một cái nền văn hóa của các nước đã được tổ chức ngày hôm đó ở Multifest ở trong Western Mall. It was an amazing, I think Sunday we had more than 20,000 people, right, Flores? By Mr. Flores? Yes. Yes, it was and a lot it of was people. Amazing. The food was outstanding too. The music, you mean the mall music, the mall or the pho Kobe? Everything was very well organized. The performers had a great time. The stage, the setting, and the lights were wonderful. Yes, yes, right. And hôm đó thì quý vị biết cái Multifest cũng khoảng gần 20 người tới hôm ngày Chủ nhật và để coi những cái 20.000 người coi những cái đoàn vũ của các nước. Trong đó là ông Ron đã đem tới rất là nhiều những đoàn vũ của các nước khác. And we would like to thank you very much for support that Multifest on that day. And bây giờ cái mall á, nó muốn có ý định làm thêm một cái ngày culture fest trong năm nay nữa. Dạ vâng. Thưa quý vị, vừa rồi thì lễ hội đa văn hóa do Bolsa Ticket cũng đã có giúp một phần trong cái hội chợ lễ đa văn hóa. Với lại rất là mệt, ngày hôm đó là Thanh Hương xong mà người nó đau tới 3 ngày, nó nhức mỏi lắm. Thì Mo đã muốn Multicultural Fest trở lại tháng 7, nhưng mà chúng tôi xin là nghỉ một chút để xả hơi cho tới năm sau. Và nếu mà quý vị nào mà đã coi cái ngày lễ hội đa văn hóa tại Westminster Mall mà vẫn còn thèm thuồng, vẫn muốn coi thêm nữa, thì xin quý vị đến với cái chương trình ngày 31 tháng 3. Do ông Ron Flores tổ chức tại La Palma, John F. Kennedy Performing Arts Center in the city of La Palma. Well, okay. So, what is the show about? Is it more Hispanic dancing? Yes. What it is sponsored by the Western High School Pioneers Forever Alumni Association. Okay. And it is a fundraiser to raise money for scholarships. Yeah. Oh, yeah. Scholarship for high school. The graduates from Western High School. Every year we give two scholarships, a boy and a girl. Mm-hmm. Thì cái chương trình của ông sẽ tổ chức ngay vùng La Palma để nghĩa là lấy một cái fundraising cho Western High School. Thì mỗi năm với chương trình của ông đó có hai cái scholarship cho Western High. Học bổng cho Western High. Right. And the event is going to be cultural. This year we're going to focus on Hispanics. It's called Fiesta Folclórico, which means what you saw at the mall on February 11th. We're going to do 4 hours of that. Wow! There's folclórico groups of between 10 to 15 to 20 people each. We'll be dancing all day. 8 different groups from Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, and San Diego. Thì thưa quý vị, ông nói là cái chương trình mà quý vị đã coi ở lễ hội đa văn hóa tại Westminster Mall với những người Latino múa rất là đẹp, thì ông sẽ làm lại cái chương trình đó ngày 31 tháng 3 tại John F. Kennedy La Palma Performing Arts Center, một cái nhà dạp hát rất là đẹp. Thì sẽ có nhiều những tiết mục
năm nay về văn hóa là của người Mễ Tây Cơ, và sẽ rất là nhiều cái múa đẹp hơn, hay hơn của tất cả các trường ở trong cộng đồng mình tới để múa những cái màn vũ của người Latê, người Mễ. Nếu quý vị nên tới để chúng ta cùng nhau chia sẻ, vì ông đã góp một phần rất là lớn cho cộng đồng Việt Nam mình trong cái lễ hội đa văn hóa vừa rồi. How much are the tickets, Ron? Pre-sale tickets are $15, and at the door they'll be $20. And tickets are available at bolsatickets.com. Yeah. Quý vị có thể tìm những cái vé này mua là 15 đồng. Mà nếu mà mua tại chỗ trước cửa đó là 20, và cái vé này có Bolsa Ticket sẽ bán những cái vé này. Và quý vị nào muốn thắc mắc cái chương trình và muốn hỏi về giá cả, xin quý vị tới Bolsa Ticket hoặc lên bolsaticket.com để mua những cái vé này. So Ron, how did you get in all this connection? What passion that bring you all this thing together? Well, I graduated from Western High School a long time ago. And for the last 20 years, I've been helping them. And for the last 4 years, I've been president of the Alumni Association. So where I was trying to raise money for the school. And the dancing part or the performance part is because of one of my daughters, who's a dancer. And she dances folklorico. What's a folklorico? Is it like a tap dance? Yeah, folklorico means folk dancing. And in Mexico, it started in the early 20th century. Mexico had gone through many revolutions, and they really did not have an identity. It was all European or American. Oh, I see. So they wanted to translate or begin to nationalism. They wanted to show themselves. So they realized that all the country had different dances. So they began to do folk dance. And now it's international. It's all over the world. Everybody has folklorico. Wow. Thì ông nói là ông đã ra trường Western High. Và sau đó ông là president của cái Foundation của Western High. Và reason mà ông làm những cái này là tại vì con gái ông cũng là một trong những người dancer của cái group đó. Thì ông nói là về cái loại cái điệu nhảy này á, là của người Mễ, nhưng điều thật sự ra đó, và trước đây thì nước Mễ không có những cái múa điệu riêng của nước mình. Thành thử do đó đây là một cái điều vụ mà có thể là tạo lên và cho đi khắp cả thế giới. And I know that they are very colors. Yes, let me talk colorful. About that. The various dances they perform are based on regions. For example, in the United States, we have the North, the South, the East, and the West. In Mexico, they have the same thing. And there's different dances from every region. For example, Veracruz, Jalisco, Sonora, they all have different dances. The dresses, the hand movements, the turns all mean something. They're not just dancing. They're illustrating, they're telling you a story. And the story encompasses the dress, the movements, and the music. Ông nói những cái đội múa này nó có rất là nhiều màu, và mỗi màu nó là tùy thuộc cho một cái region, tức là một cái tiểu bang, mà một cái phía nào giống như Đông Tây Nam Bắc vậy đó. Và những cái điệu múa này, cái những cái cử động trên tay hoặc là chân, những cái màu áo đó, nó có một cái nghĩa là biểu tượng cho một cái meaning khác nhau. So what it mean when they wear white and then they go, they flip it to the right? Okay. Whenever you see folklorico and they're in the young ladies and the men are in white, that's Veracruz. Okay. And there's a lot of Afro-Latino influence in the music for Veracruz because of the slaves that came to Mexico, okay, or were brought to Mexico, have a lot of influence with it. Okay, and they're exhibiting the movements is what is the history of that region, especially the types of instruments that are used. If you look careful at the folklorico dance and you look at Veracruz as opposed to Jalisco, Jalisco is mainly mariachi. Oh, I see. Veracruz is a different kind of mariachi where they use a harp,
mandolins, different instruments. So it's a complete package of what they're trying to show. Wow. Wow, I didn't know that means so much for each mm-hmm. dance like that. That's right. Mm-hmm. Wow. I see. So ông nói là những cái múa vũ điệu mà giống như là áo trắng, người phụ nữ mặc trắng, người đàn ông mặc trắng thì nó tượng trưng cho một cái nước, một cái điệu riêng của một cái thành phố đó. Và nó có rất là nhiều cái gọi lịch sử phía trong mình ra. Quý vị hãy gọi cho Bolsa Ticket để chúng ta cùng nhau đi coi cái show ngày 31 tháng 3 để chúng ta hiểu biết hơn nhiều về những nước khác như nước Latino, Mexico, Guadalupe, right? Are they all the same or? The groups? Yeah. No, they're different. Some of the things that you want to watch for in folklorico dancing is the footwork. Mm. And that's called zapatada. Ah. Okay. very much like river dance. Yeah. Oh, cool. If you look at river dance from Ireland and you watch them dancing Veracruz regions or zapatada, you will see sometimes they even put boxes on the floor so that it comes out even louder. Mm-hmm. It's beautiful to watch when you're looking at 24 dancers. Wow. And they're all dancing the same, they're all moving the same, beautiful. Hours and hours of practice. Mm. And let me talk about the show that on March 31st, what's the time on that? Okay, it begins at 4 o'clock in the afternoon, and it goes till 9:30 at night. Wow. And okay. There will be groups coming up every 15, 20 minutes. Mm-hmm. And the highlight of the show is going to be about 8 o'clock. The premier folklorico group in Southern California, if not the oldest, 40 to 50 years, from Santa Ana, Relampago del Cielo, which means lightning from the sky. Lightning from the sky. Is the okay. name of the group. And they've been around, they were the first folklorico group in Orange County. They've been around about 40 to 50 years. And if you want to see river dance in Spanish, come watch our performance of Relampago del Cielo. Okay. Vâng, thưa quý vị nhớ gọi ngay cho Bolsa Ticket để chúng ta cùng nhau đi dự một cái chương trình của người Latino với người Mễ ngày 31 tháng 3 mà giá vé chỉ có 15 đồng, 25 người múa rất là đẹp. Thì xin quý vị nhớ chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị lần sau trên chương trình I Love Bolsa. Quý vị đừng rời chương trình, đó là từ 4 giờ đến 9 rưỡi tối. 4 giờ tới 9 giờ rưỡi tối. Quý vị gọi ngay cho Bolsa Ticket và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin cảm ơn quý vị. And thank you so much, Ron, for coming to our I Love Bolsa show, and we'll see you March 31st. Right, don't forget, we're going to have a lot of good Mexican food there also. Yeah, bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye.